Yo, what's up y'all? Giờ hôm nay trở lại thì một vlog để lấy dài nữa. Một vlog để pick up dài, những dạp vlog dài hôm nay rất là đặc biệt. Hôm nay chúng ta pick up dài Vegeta, the prince of all Saiyan, hoàng tử người Saiya. Let's go. Trước khi đi pick up dài thì tôi muốn clarify một điều là cái series của Dragon Ball này càng ngày nó càng thú vị thưa các bạn. Thì trong những cái đôi dài mà tôi đã pick up rồi đó thì đây có thể là một trong những đôi dài mà tôi thích nhất. Mặc dù lúc đầu tôi dòm nó thì tôi cũng cảm thấy là không thấy nó là một cái đôi dài mà hoàn hảo về Vegeta, nhưng mà khúc sau có một cái vài điểm mà cái đôi dài này nó nhấn mạnh là đây là đôi dài của Vegeta. Thì lát hồi tôi sẽ pick up và tôi sẽ cho các bạn coi review và tôi sẽ nói về cái vấn đề này. Và bây giờ là tôi đã có hẹn tất cả các anh em ở ngoài Petco rồi. Let's go. Yeah. Xe tôi đâu rồi? Xe tôi đâu? Đâu tôi xe? Xe tôi đâu? Oh, đây rồi. Chiếc xe rim đây. Oh, chết mẹ, quên món nên quên mang nó về luôn. Khỏi nón luôn. Và tôi đang có mặt tại Petco đó các bạn. Qua wow, gần Noel trang trí đẹp quá. Và tình hình là đang mưa nha các bạn. Bữa nay đi pick up dài lần đầu tiên mưa luôn. Sau lần tour là Adidas Việt Nam và chuẩn chưa mở cửa hơn các bạn. Nãy giờ nghĩ nãy giờ chưa thấy đôi dài nó chân lên. Chắc khoảng chừng khoảng 80 mấy người ta mới chân đôi dài lên. Như lần trước thì tôi biết là vậy. Nhìn mập đi tướng quê. Một không gian đi qua để lại. Không gian yên ắng, không có gì xảy ra hết nữa các bạn. Ê đủ có đang quay phim cho mập. Mở ra. Đâu quên cái rồi. Quên cái quay cái vậy. À. Đâu mà xích vô xíu. Đóng luôn rồi. Đây thấy nè. Đây nằm over 9000. Đây ở đây này là đôi Vegeta màu xanh dương, còn đôi trên là đôi màu bự. Chi gì tuổi lọ. Còn dưới đây là đôi hàng tồn kho còn lại. Em định làm gì? Mặc bộ này vô bắt chiếc một chiếc. Em tính mặc bộ này vô hả? À? Em à. Rồi. Mặc vô đi chạy bộ nè. Mặc vô đi chơi với ai? Chơi với bọn. Trời lâu quá mưa tạt vô. Ướt ghê. À. Trời đủ quá ghê, hôm nay ác cái đây dấu mới nữa. Rồi tới hồi vậy. Tình hình là bây giờ mình mua hai đôi Vegeta với lại một đôi ba bư. Và thằng Mập này mua bao nhiêu đôi? Đôi gì? Tội mất tiền đâu mua. Này mấy đôi? Hai đôi Vegeta. Ok, không nổi kia. Đi coi à. Đi dễ mà. Đồ má, cái này mua một đôi dài tặng Hưng Phú nghe chưa Mập? Đồ má, cảnh cáo đi Mập. Ok. Ok. Tối thứ năm. À, nguyên cái gì? Tối từ nguyên ngày thứ năm sáng sáu. Trời ơi. Ủa đang nói gì vậy? Đại gia vậy? Mấy lộn cam đó xin xam á. Wow. Rồi, tới đâu? Đi chửi người ta rồi mập. Đủ quá, em không thích cam, lấy cam cho em chửi người ta. Đụng mà em ta có tiền mua. Ừ, thích đó, đụng nó lỡ thích cái xấu đó làm sao? Lỡ bạn. Tại sao lại nó xấu? Hả? Đỡ gì cái cục cạc. Cái đụng mới đổi đi, chen cái đầu mày luôn.
Mình nhìn mấy phong cách này ngộ quá. Phong cách Italy á, Ý á. Cái gì? Phong cách chỉ căn nhà. Italy ba Ý á, Ý ẹ. Nè, này mới gì cái hành đầu. Đây, cái đôi chi gì mà hồng nè. Chuẩn bị phiên bản mới nha. Cái này trời sale luôn kìa. Này phải kem 7 ngày mới được. Đó anh em tập trung nha. Quá cầm cờ, quân cờ là mua hết luôn á. Trời đi kiểu này với ai đồ đâu bán. Ôi ôi ôi, không có đây đâu, lộn rồi, đi du lịch thôi, đừng có ghé mua dài mà. Không có đủ dài để bán đâu, tại đất ơi. Trời, gũi cô 5, cô 6, chị 7, anh 3 xuống đó kìa. Trời, có ba con mập, tôi được mập. Đấy, đừng có chị. Đưa nó vậy. Trời, đúng rồi. Cái này mà mua dài thì chắc chốn luôn. À, cái đống này mà đi mua dài thì chắc cười bánh xác luôn. Ôi ai kia làm gì vậy? Đi du lịch, đi du lịch luôn hả? Chứ còn lên xe đi. Là còn lên xe không? Ủa hai anh niên yêu con gì á? Xe vô mua. Gửi xe vô chơi. Trời ơi, sao mặt nhân cạt vậy? Ủa nó có mang tiền không? Nó đi chơi thôi. Nó đi chơi thôi hả? Dạ, dần cái con cạt cái dần. Nè anh nói em rồi. Đúng chính vậy gửi là mới biết đậu mấy con chuột ở rồi á. Ờ nhìn dơ vậy. Hey, phào máy quê. Ở đâu quá, chẳng dạy chưa hả? Dạ, xíu nữa. Đồ kiểu tóc mày đồ giống cái đầu ba anh ghê á. Ông đẹp trai mà. Đồ má, mấy anh em đi mua dài mang vậy không à. Anh em đi chơi chơi ké, làm cái ghê. Chào quá à. Chào quá à. Chào quá à, cho chảy hết luôn. Đi đi nhỉ. Người con đòi diện mà. Để có bờ. Có giả luôn, giả đem có bồ luôn. Giang xin phô với ạ. Quay gì vậy ạ? Không phải đâu. Chút hãy được cam hả? Không phải đi học mà. Em dẫn nha. Quà cam. Chứ cho mà nó cho, có cho bạn mượn tiền để mua giày không? Có không? Cho, mà tháng sau rồi mới nhớ trả nha. Các bạn ở đây có dịch vụ cho tiền góp luôn, bóc bắt họ ngay tại Việt Châu luôn các bạn. Cần gì không có tiền mua giày ở đây, đưa chứ mình đi chơi cho tôi sẽ đưa tiền nha các bạn. Tôi nữa. Xeo ốp nhẹ thôi, 100. Đúng rồi. Thanh niên đi SH quên mang tiền thôi, buồn của anh không có tiền nữa mang sẽ về dài. Ê mở cửa luôn ơi, vô luôn ơi, bán mẹ luôn rồi, mệt quá, bán dài đi. Đúng quá rồi, đi bán quá rồi, lên từ hồi 6 giờ rồi. Xíu đi, 6 giờ rồi, vô trời ơi, ông hút nữa bán dài đi. À vô đi, nhức đầu quá. Chưa vô được. Đi rồi. Ê mập, bây giờ tập sự đi chứ nhiều mà đông quá phải làm sao cho anh em vô mua giày. Che lại hết luôn à? Đây. Trời ơi ghê vậy. Xin lỗi ạ. Ê mập thì vô càng vô cái ủi hết. Đây là security của mình. Của team các bạn. Yo, chúng tôi đang ở trong Petitco. Xanh hả chị? Nguyên team đi vào hết. Bây giờ mập. Ủa? Dừng kiếm size 12 cho mập hả? Bạn ruột đâu rồi? Bạn ra coi giày rồi. Coi giày rồi. Ê, ra coi đồng hồng á. Đông đủ đói rồi. Bao mãi luôn em mập. Ê mập đẹp quá, bao đuổi hết chưa giờ. Có tả anh nè. Rồi, bao bự đẹp không? Đẹp quá. Đẹp quá hả? Wow. Cầm. Má bự quá vậy. Rồi bao bự tắm rưỡi đó nha. Đúng rồi, tắm rưỡi. Ủa anh, cái đôi trên kệ mình thử được chưa? Cái lầu à? Em 9 rưỡi.
thử đôi này chưa anh? Giá thế cái mấy nhiều đội đó không có tung sai hiểu không? Thử luôn rồi. Trời ơi, biết chín nè. Trời ơi, cho vào thử. Trời, ngu rồi, xe chín được rồi, ngu 9 rưỡi. Chín đúng không? Chín với một đôi 8 rưỡi. Ừ. Là sao? Tiếp tiếp nó như thế nào? Bây giờ đúng không? Vừa đúng không? Vừa đúng không? Sao anh? Ok. Đúng quá. Quay on feed lên. À, ba bư rẻ ra. Chín cô này nè. Rồi. Rồi một đôi chín nữa, của ai nữa? Hôm qua anh dặn 4 đôi á. Dạ thì ở đây ai có số chín không? 9 rưỡi. Dạ hai đôi này xe chín ha. Trời ơi. Đẹp quá. Cái này đẹp chín. Đẹp. Quay đó là một đôi tấm. Chưa em lấy hồi về nhà quay rồi. Rồi này không ép. Tiền anh nhiều lắm, cứ việc mượn thì đừng quên trả thôi. Ê, hai nó đang cấp dài kìa. Quá giàu quá. Giàu quá. Chắc có trả tiền bầu. Hai đôi gì vậy? Mày chi đà với lại ba bư hả? Chạm ta bồ xin chào. Chạm luôn á, hôm nay review dài hơi bị đông luôn á anh em. Mập hôm nay mình review hai đôi gì? Mập nào? Mập nó ba là đậu mập hàng, hàng đầu cứt á mày á, đầu cứt trời. Ok ok, lấy lên bàn, mở ra xuống mày lẹ đồ. Khẩn trương lên. Bây giờ là mở đôi nào trước đây? Mở vị trí đài trước đi. Ok, mở ra mập. Ba mặt ok luôn á. Hay ghê á, đội hình này hay ghê á. Đội hình này đi kem già là để xô đẩy á. Nếu mà dám đụng. Mày chưa? Ok. Ngán mở rồi. 1 2 3 vô. Ồ. Trước tiên là nói về phần giấy nha các bạn. Thì cái đôi này đặc biệt á là nó có hai tờ giấy luôn. Mấy đôi kia có một tờ, đây là hai tờ rồi, đúng không? Mỗi chiếc một tờ. Mỗi chiếc một tờ, mở ra. Cái mẹ vậy là đôi của em mua mất mẹ rồi, tờ giấy rồi. Đúng rồi, đây là mỗi của mấy anh kia hai tờ không à. Cái đồ mất tiêu mất mẹ tờ giấy rồi. Vậy nó dán tờ rồi. Đây là đôi gì mập? Adidas Vegeta. Mà cái gì mới được, cái loại gì? Adidas Ultratech Vegeta. Phải chuyên nghiệp chứ. Thôi ghê vậy, đi nữa. Tập cái lỗ rồi. Ok, im đi. Má kêu khác ra đọc kìa. Lấy hai đôi ra luôn. Lấy hai đôi ra luôn. Lấy hai chiếc ra luôn. Cái này sao không? Mình có lấy hai chiếc ra mình để như vậy nè. Ok. Bên không có hộp đâu, bên không có hộp. Lấy ra. Đây. Ok. Khi mà các bạn nhìn thấy đôi giày này là các bạn nhìn thấy cái áo giáp của thằng Vegeta liền. Xin lỗi, đây là hoàng tử của tất cả những người xây da thôi các bạn. Không được kêu thằng, kêu là ông. Ông Cadiz. Đây là phần ngoài của cái hộp.
bình thường thôi, thì chỉ có bên hông là khác thôi, bên hông là hình của Vichida, với lại đôi này là đôi phiên ngọc số 5. Số 5 anh. Đây, sẵn bên đây có một bộ luôn nè. Đó. Đây, bên hông sẽ là hình này và bên hông bên kia sẽ là cái hình hồi nãy. Và đây là hộp cơm cháy. Cơm cháy. Ok mập. Biểu diễn. Biểu diễn. Mày á. Nói rồi đủ mấy ba lần nào cũng mập nó theo nào. Ok, mỗi người bây giờ nào mỗi người sẽ nói ý kiến riêng của mình về cái đôi này. Thấy đôi này rất là công nghệ. Rất là màu sắc rất là đẹp luôn á. Đây là da như là da lộn nè. Đây là da thường nè. Nè, thôi cái đó bỏ đi. Ba sọc này nó sẽ có hai phần, là một phần là màu vàng gold lên. Nổi lên như kim tuyến vậy á. Trong ba cái sọc màu trắng này. Như là cái tóc. Không biết cái này nó có phản quang không ta? Hình như có. Có, em mượn cái bật cái điện thoại lên coi nó có phản quang của ba phần ba sọc này không? Thấy rồi không có rồi các bạn, xin lỗi. Chúng ta đôi này không có phản quang. Nó kim tuyến. Thật sự ra cái đôi này nó mà không có collab với lại Trend Boy thì mình không bao giờ mua đôi này hết. Nói chung là nó chẳng có gì đặc biệt trong cái đôi dài này hết. Nhưng mà tại vì nó collab. Thứ nhất là về cái phối màu, là đây là một trong những đôi mà cái phối màu chuẩn nhất trong cái bộ sưu tập này. Đúng không? Đúng rồi. Ok. Thì đó về cái phần thân á, thì nó cũng là da lộn luôn, khi chất liệu với cái mũi dài nó giống nhau. Đây. Rồi, cái đế. Cái đế này công nghệ mình không hiểu, mà cái nút này nó giống như là cái logo của cái capsule code của Puma vậy đó. Dưới đế nè. Đôi già này không biết có bám không, lát hồi mình on fit cho các bạn coi để coi cái độ bám của cái đế già như thế nào. Quan trọng là cái chữ này. Ok, nhưng mà quan trọng là cái điểm nhấn của đôi già này là cái nào? Là cái này. Overnight Thousand thì ok, chúng tôi đã trở lại, hồi nãy thì đang bị quay hết pin. Điện thoại đâu có đúng nhẹ luôn, bị hoài. Em ơi, từ mà miễn sao nó quay gõ được rồi. Rồi tiếp tục. Nói về cái phần sau nha, thì nói lại nha. Hồi nãy là đang đứng giật giật quá không được. Thì cái phần sau này, cái câu này là cái câu mà kinh điển của Vegeta sau khi mà cảm thấy bất ngờ về cái nguồn sức mạnh của Goku sau khi mà bị đánh xong hồi sinh lại. Nào ba, đúng không? Hồi sinh lại nào? Gần chết. Đúng không? Overnight Thousand. Thôi lại. Ok. Tính ghép, nếu có thể mình sẽ ghép clip vô, mà sợ ghép clip vô nó bị cái phần bản quyền. Bản quyền chắc luôn. Bản quyền chắc luôn. Thì ok, các bạn nào coi chuyện thì sẽ biết cái câu này. Châm ngôn của anh Vichida. Hơi bất ngờ, từ lúc trước anh tưởng anh mạnh lắm. Anh tưởng anh là hoàng hoàng tử. Anh mạnh nhất cho người Saiya. Cho đến khi anh gặp Goku. Sao gặp Goku xong đóng vai phụ hoài luôn, tới giờ luôn, 30 năm rồi. Goku xong tan trường luôn. Tan trường. Thì cái đôi giày này sẽ cho các bạn một cái phần dây kèm, dây màu trắng. Dây màu xanh đẹp hơn. Đúng không? Đúng rồi. Mà tự nhiên bỏ dây màu trắng vô làm gì? Này là phải dây giống như cái này nè, nó mới đẹp. Màu vàng kim tuyến à. Xây da vậy đó, cái tóc vậy. Rồi. Nói chung đôi giày này quá bình thường, chẳng có gì hết. Đây. Ngoài cái cách phối màu của nó. Đúng rồi. Thêm nữa cái à, đây là cái gì các bạn nghe không? Đây là cái lưới trái cây. Đúng rồi, cái này á làm cho bọn mình phải tốn tiền đủ má đi mua dụng cụ về để má. Có không? Có không? Có không? Đập có à. Để xin công địa đó, đủ má đang cúng. Đang cúng. Lại lại các bạn đợi tụi mình xíu, mình xuống mời các bạn coi. Cái này nó giống cái gì? Cái giống cái gì ngoài đời? Đây các bạn chuẩn bị chơi, giấu đậu vô. Má hàng mới cúng xong. Mới cúng xong, bỏ xuống. Mới cúng xong. 1 2 3. Đó. Rất là giống luôn cái phun màu. Đây. Đây. Đó, quá lê luôn. Như lê như lụ luôn. Đây là đây là cái trái cái đôi giày. Đó, thấy không? Đây có nghĩa là dưới này cái này là cosplay nè. Đó. Đó là đôi giày này. Đúng rồi. Thì Adidas đã lấy cái ý tưởng của cái phần đế của đôi giày Ultra Tech này á, là từ những cái trái cây của bông địa ở bên Việt Nam. Bây giờ đôi giày làm tại Việt Nam thì họ lấy ý tưởng của những cái trái cây mà đi của bông địa. Đó là phần về cái đôi giày này. Và bây giờ mình sẽ mang on fit cho các bạn coi. Ok. Thôi khoan đi ha, quay đôi ba bư xong rồi on fit luôn. Ok. Thì cái đôi giày này là một trong những cái đôi giày mà như dân vật chính ở trong cái blog kỳ này. Nhưng mà thực sự cái đôi giày phụ của trong cái series kỳ này, trong cái lần ra kỳ này á, là lại là cái nhân vật chính. Thì mỗi lần nó sẽ ra hai đôi. Thì đôi kỳ này là Vegeta với lại Mabu, nghĩa là cái đích với lại Mabu. Thì cái đôi phụ này là cái đôi cái điểm nhấn của cái đợt ra kỳ này. Mở hộp. Ủa đâu? Dưới đây hả? Lên. Ok, đây là mặt trước, quay qua.
ông nội từ từ. Đây là cái, đây là cái mặt bên hông, là cái mặt con ma bư. Trời, trong ý kiến con ma bư luôn kìa. Rồi quay qua tiếp. Đây là phần bên hông. Ok, thì sao các bạn cũng biết rồi, thì ghép những tấm hình 7 hộp lại sẽ ra một tấm hình hoàn chỉnh. Ok, mở ra nào. Tối nay bữa coi sơ, mua về coi sơ, chưa coi thì còn chưa coi kỹ luôn á. Ok. Thì cái phần hai gói hả? Một. Thấy không, chứ có đôi vị trí đà được hai cái giấy gói à. Thì cái đôi này với lại đôi vị trí đà thì cái giấy gói nó giống nhau, mở giấy gói ra trước mặt. Ok, 1 2 3. Trời ơi. Cái phối màu hơi bị bán luôn á. Ok. Đẹp ha. Trời, da lộn mịn luôn á. Ok, đó là phần giấy gói của cặp đôi. Cái cặp đôi kia này. Tụi nó sẽ đôi giày của Ma Bư rồi, Ma Bư bị đánh là sao? Để thành Ma Bư bị đánh là sao trời? Thì lúc đầu thằng này đánh Ma Bư, lúc sau Ma Bư giết này luôn. Có lúc sau này tự sát. Tự sát ba. Thì tự sát cũng chịu giết nữa. Có cái lúc phải có hình nào huy hoàng của Ma Bư chứ. Giống như quýnh với B-Rush nè. Trời, quýnh B-Rush bị ký đầu dở lắm. Ok, đây là cái phần da của cái ở phần giấy gói của cái đôi giày này và cái hộp. Hộp y như cũ rồi, chẳng có gì thay đổi đó. Cũng như kỹ luôn. Bên trong bên ngoài cũng giống như mấy hộp khác thôi. Ok, tiếp tục. Giờ đây là đôi giày. Ba. Thì cái ấn tượng đầu tiên mình như do đôi nhìn vô cái đôi giày này là mình nhớ đến chi gì. Nó hơi là khá giống chi gì về cái phần đế cũng như là cái phần thiết kế cũng như là cái form của đôi giày này. Đó. Gót cũng giống luôn, giống không? Giống. Ok. Không, chi gì giống chi gì hơn? Chi gì cái form nó bẹp hơn. Bữa nay sống mang đôi chi gì mập. Không, không có tài nguyên vậy. Đó thì cái đôi này á, đôi này tên gì quên rồi. Shadow. Ừ. Với lại thằng này, này là Yuan trai ta. Kamanda với lại chi gì thì ba cái form nó là giống giống là nãy nhau. Rồi. Vô, kể câu chuyện của mình đi. Dạ, yeah. Nhắc tao dùng câu chuyện á. Dạ, đồng do mua này thức 7 giờ vô, đủ má lột kêu đéo quá sai. Nó chữ thầy không? Để chữ thầy. Buồn quá mình đi về. Về tới 3 giờ chiều nó mới nhắn lại nó có sai 11, khách trả lại. Sai 11 hả? 1/3. 1/3, có nghĩa là cái sai bự nhất trong cái Adidas Việt Nam luôn đúng không? Đúng như vậy. Em có cảm giác buồn là khi mà em mập quá em mua giày khó khăn không? Khó khăn chứ, nhưng mà thôi mua được rồi thôi. Nhưng mà em mua giày thiếu đúng không? Đúng rồi, thiếu. Nhớ cho anh chịu nha. Rồi ok. Có to làm gì vậy? Quay phim. Có cảm nghĩ về đôi này không? Vô. Quên nữa. Đôi này em mua về nhà để em coi rồi đúng không? Coi rồi, mang rồi. Mang rồi luôn hả? Em có cảm nghĩ về đôi này như thế nào? Màu rất là hợp với em. Chú cậu hay á. Chú mấy chú cậu hay. Tại gì đó? Đẹp cái là được, có cái này đẹp nè. Cái gì? Đúng không anh? Đồ. Thì á, những cái đôi khác á, thì trên cái phần này nó sẽ đặt cái dấu của cái dấu số của cái số của viên ngọc. Ok. Thì nhưng mà cái đôi đặc biệt ở đây là Mr. Satan. Thì các bạn coi phim cũng biết rồi, Mr. Satan là cái nhân vật mà cũ Ma Bư. Năn nỉ vì Chi Đà được khúc cuối đừng giết Ma Bư. Nếu không thì chúng ta sẽ không có anh Ma Bư này trong phần Rainbow Super. Và cái viên ngọc nó nằm đâu mập? Nằm đây nè. Đó, bên hồng. Quá đặc biệt. Thì cái phần đế như thế nào? Đây. Gì đủ má gì đây đủ má, ba bán dài, ba chỉ phần đế như thế nào, ba nói biết. Thì có gì đâu, cái này nói chung là nãy giờ thì mấy cái phần này thì nói hết trơn rồi. Nó chỉ đặc biệt nhất là thấy cái này là điểm nhấn. Đó. Cái điểm nhấn này là cái chữ M đúng không? Cái chữ M này là Magin. Ma là chữ ma quái á. Đúng rồi. Nhưng mà cái này nó dễ bị hiểu nhầm trong cái tờ giấy gói á, là thằng Canic nó cũng có cái này. Đúng không? Đúng rồi. Trên chán đúng không? À. Nhưng mà có thì các bạn biết không, cái chữ M là bắt nguồn từ thằng Ma Bư chứ. Đây là cái này Ma Bư nè. Đó. Ok, tiếp tục. Đó, dễ hiểu nhầm. Nhưng mà con này đặc biệt cái là cái phần đế nè, cái phần đế nó có cái phần hai bên khác nhau á. Hai bên khác nhau thì các bạn nào hiểu tiếng Nhật thì làm ơn comment ở dưới giùm cho mình. Cái này chữ này ghép lại là chữ Majin Bill. Ồ. Tên của cái con này đúng. À rồi rồi rồi. Nhưng mà trong tiếng Nhật là Majin Bill, là từ đây. À, ra vậy. Thì các bạn thấy không, một cái đôi giày nó đóng vai phụ trong cái lượt release kỳ này mà lánh thật sự nó là cái giày chính luôn. Tại vì con này thật sự nếu mà tính ra lên chân thì nó hợp hơn so với con kia nó hơi thô một xíu. Đúng rồi, mình hay mà nói con kia nó chẳng gì có gì đặc biệt ngoài cái chữ đằng sau lưng với lại đúng cái rồi. Cách phối màu nó hơi chuẩn thì mình mới mua đôi này thôi.
Còn cái phần đặc biệt nó về đẹp với lại kiểu mẫu mã đồ chất lượng thì mình thích cái đôi này hơn. Nhất là chữ Camanda nè. Nó có quá nhiều cái chữ tiểu tiết mà làm cho nó đẹp. Đúng rồi, đôi giày này quá nhiều là chi tiết luôn các bạn. Nó giống như cái đôi giày mà con rồng hôm bữa vậy đó. Đúng rồi. Rồng hành lít. Quá nhiều điểm nhỏ nhưng mà cộng lại thành điểm lớn. Đây, đây, đây và kể cả đây nữa. Còn viên ngọc nằm bên đây nữa. Nó nhiều cái nhỏ nhỏ nhỏ, mặc dù là đây là đôi phụ thôi nhưng mà... Thì theo Phục là đôi nào on fit sẽ đẹp hơn? Nếu mà on fit thì em nghĩ là mang, đôi này... Mang anh chân đúng không? Lên. Rất là đẹp. Ok. Ngầu lộn hơn. Ok, vậy bây giờ sẽ là... Đồ này giống mấy ông cụ đồ má 2000 để tập thể dục. Không, cái này là... Mấy ông cầu công viên á. Mấy ông đi công viên hay mang mấy giày giống vậy đó. Mấy ông già mà mang đồ này ông suốt mấy cái trái cầu văng lên vũ trụ luôn. Cái này giống cái kiểu mà tập thể dục buổi sáng ông đi lê ăn 8 á. Nhưng mà mình sẽ vẫn mang đồ này các bạn hiểu không? Tại vì cái phối màu nhìn vô là biết Rain Boy với lại cái chữ đằng sau lưng. Over 9000. Tí nữa mình quay cái đôi giày á, xong mình để cái lê kế bên. Đúng rồi. Cái này là mình nhớ cái đôi mà Jordan 1 mới vừa ra đó các bạn. No photo, no not for resale á. Đúng rồi. Ok, bây giờ là on fit nhé. Thay dây một bên đi. Có cái đúng rồi đúng rồi. Khoan, lát hồi mình thay dây sao. Ok. Rồi. Cái dây màu tím nó đẹp hơn á. Đúng rồi. Cái màu tím đẹp hơn á. Ok. Giờ bây giờ là cái phần on fit các bạn, cái đôi on fit đồ trước tiên mình sẽ mang cái đôi Ultra Tex. Hai, trong đó là hai sợi đó. Hai sợi rồi. Thử cái này vô dây, vô vô. Ê Phục, mấy cái đôi này mang nó lại êm ta. Ê nó mát, con nó êm nó mát. Cái đôi này nhìn nó cứng, nó đù, nó mang nó êm chân ghê. Em phải cứt luôn á. Nhưng mà nó hơi bó cái phần này đúng không? Một số cái dây mà cái sợi nó bụng như này. Ok, chọn mấy đôi này mang đẹp quá. Thôi, ghế một cái thôi, ngay quanh như dễ đi. Đây thưa các bạn, giờ đây là cái phần on fit. À mày ăn rồi dài vô nhìn đúng siêu xe da liền. À siêu xe da với cây xương rồng. Nó cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Nó nhìn nó ngoài vậy chứ mang on fit nó đẹp à. Basic đơn giản mà. Cái đôi này giống như nó cái phần này nó các bạn nó cao, nó giống như là em mát vậy. Các bạn có thể ăn gian chiều cao các bạn mang đôi này. Đây là buổi trước của đôi dài. Sau lưng cái chỗ lỗ bên hông nè. 1, 2, 3 sau lưng nè. Đó. Ừ. Đẹp không? Quá đẹp. Rồi, tuyệt vời. Lát nữa đẹp nữa. Đó. Còn nếu các bạn một quần cục nó sẽ dài giống vậy nè. Đây, cái đôi này quần cục đẹp hơn. Quần dài đẹp không? Quần cục thì nhìn thoải mái hơn, giớ cao xíu nữa. Ừ. Em thì cũng em đi các bạn. Em chứ. Em vẫn cho định. Chắc chắn rồi. nói câu luôn. Không, cho đình đẹp thiệt mà không có êm. Thì đương nhiên rồi. Mày nói, mày nói. Ok, vậy bây giờ là on fit đôi Mabu. Ok, vậy bây giờ là cái phần on fit của đôi Mabu. Má nhìn chi gì vậy? Cái cách kiểu mang cũng giống, cái kiểu cảm giác ở trong cũng giống, cũng êm, y chang, cũng nhẹ, y chang luôn. Thì bên này á mình có thắt cái dây màu tím để cho giống cáo của bao nhiêu hơn. Thì cái vòng dây này mình nghĩ là thắt lên nó sẽ đẹp hơn cũng như mà không. Thì sau khi các bạn mua một cái đôi giày này nó sẽ cho các bạn thêm một cục dây màu tím nữa, hai cộng. Mà là giống người từ tương lai tới mà. Cộng đồng LGBT thích điều này. Ok, thì đây là phần mũi trước. Bên hông. Thì hai cái cặp đôi kia này là cặp đôi điểm nhấn của đằng sau rồi. Thấy ok không ạ? Quá ok, quá nổi. Em nhẹ nhàng, thoải mái, thích hợp cho Việt Nam. Còn lại một quần cục đẹp hơn đó. Quần cục đúng không? Đây. Đây quần cục đẹp hơn đó, đúng không? Đây quần cục với màu gì đẹp? Màu hồng. Nhớ là hơi khó. Màu hồng hoặc đen. Cái màu này hơi khó mặc đồ các bạn. Các bạn nào khoái mặc đồ mà kiểu mà bứt phá đồ á thì sáng, mặc đồ sáng là mặc đồ. Mặc nguyên bộ đồ full đen chứ đôi giày đẹp mà. Ừ. Hoặc là mặc cái áo hồng quần đen với đôi giày ngọc. Áo hồng quần đen, áo hồng. Ok cũng được. Tùy các bạn thôi, đôi giày là đôi giày bứt phá trong cái bộ sưu tập Rainbow thì nó hơi thử thách những người mà mua nó về. Về cách mặc đồ thì bạn nào mà phối được cái bộ đồ với đại cái đôi giày này là một trong những genius. Fashionista. Chính xác. Đây qua cái đó luôn đi. Qua luôn.
Và đây là cái đôi giày mà thất vọng nhất trong cái bộ tập kỳ này mà mình không muốn quay review luôn á. Đây là đôi Sinh Hoa đấy các bạn. Mình quá thất vọng. Cái đôi này dài này nó chẳng có gì đặc biệt ngoài cái kiểu lưới của trái lê màu tím. Nói đi, lát mà hay đá nó ban kêu luôn. Ban luôn. Với lại này thôi. Không có sao nói vậy thôi. Là cái đôi dài là một cái đôi dài ế nhất của Adidas. Vitesco vẫn còn nha mấy bạn. Vitesco vẫn còn các bạn mà còn sale nữ thôi. Có sale luôn. Có sale 10% luôn. Mình đi. Hết rồi, hết sale rồi. Qua đợt mà. Thường thường á mấy cái đôi này nè, mấy cái đôi này với lại mấy cái đôi Sudoku con rồng đồ này nè, đồ kia ô rồng chưa có. Thì mấy đôi kỳ trước á Sapo hôm đồ á thì nó chỉ sold out trong vòng 1 2 ngày thôi, còn đôi này cả tuần chưa sold out. Tuần gì tuần đó. Tháng rồi ba. Tháng rồi. Thì cái đôi này là cái đôi bị thất sủng nhất trong bộ sưu tập kỳ này. Mình không biết các bạn làm sao chứ mình riêng mình không thích. Biết sao không? Tại vì Gohan là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong cái series Dragon Ball Z mà lại làm những một cái đôi dài nhìn quá bình thường, không đúng. Đáng lẽ thằng sale á nên làm cái đôi dài này ở trong màu xanh lá cây, ở ngoài là cái viền khác màu tím đúng không thì nó sẽ hay hơn, còn Gohan thì để cho đôi rùa kia thì ok vậy thôi. Và hẹn gặp các bạn vào lót thì sao, tháng sau sẽ ra đôi con rồng. Không mua đôi con rồng là một tội ác, một tội ác. Ra ngày mấy vậy chưa biết, chưa biết. bye bye hẹn gặp các bạn vào tháng sau. Chúng ta sẽ review hai đôi con rồng. Một đôi màu xanh và một đôi màu đen và màu vàng. Có suy nghĩ gì đôi con rồng màu đen không? Vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Mẹ có mua đâu, có mua đâu mà biết. Đâu có làm review. Vẫn là một dấu chấm hỏi. Nhưng mà cái đôi con rồng màu đen á là các bạn hiểu không, là cái hộp màu đen nhưng mà những cái logo khác này nó mạ vàng. Nó đặc biệt lắm, chẳng ai biết bên trong hộp đó giấy gói như thế nào. Hộp ship của đôi đó của mình có rồi mà. Có rồi nhưng mà hàng lít, cái hàng lít thừa thường với các bạn mà. Chứ các bạn dính nó không có giống nhau hiểu không? Màu đen mà. Cái gì? Màu đen rồi. Mà cái hộp của đó đặc biệt lắm. Thì bây giờ nè, quay mấy cái hộp đi coi. Thì cái hộp màu đen á của con rồng màu vàng á, đáng lẽ lúc đầu á nó chỉ thông báo là ra 7 đôi thôi, 1 2 3 4 5 6 là mỗi đôi là một viên ngọc. Nhưng mà phút cuối á người ta lại đăng thêm có một đôi đặc biệt nữa là cái đôi con rồng màu đen. Thì cái hộp nó sẽ không có nằm trong những cái bộ này các bạn thấy không, nó sẽ nằm trong một cái hộp khác dư ra nền màu đen nhưng mà có logo khác thì lại mạ vàng. Thì mình cũng rất là muốn mua cái đôi đó đi quay gì về qua review cho các bạn coi. Mình muốn coi ở bên trong nó có gì, không chừng có phiếu đúng làm trúng thưởng á. Cái chỗ gì vậy hả? Ừ. Sao bài lộ mấy chip mà là có dài chưa? Độ 7:30 mang thử chơi coi. Nó nồi đẹp quá. Tình hình 8:30 hơi rộng so với mình và mình cần size 8. Bạn nào cần trai? Bạn nào cần mua bán luôn á. Ok, và nhớ follow tôi trên là Instagram là andyvũ167. Mình sẽ để hai cái đường link dưới cái đường phần description và comment. Cảm ơn các bạn đã coi blog này. Chào tạm biệt, hẹn các bạn vào tháng kỳ sau chúng ta khám phá hai con rồng đực. Yes.